Đều đặn hàng ngày, cứ 5 giờ sáng, các thành viên của câu lạc bộ xe đạp 6969 Vũng Tàu đều chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến hành trình cự ly hơn 20 km xuất phát từ tại ngã tư giếng nước, vượt cung đường biển từ bãi trước đến bãi sau. Sau 15 phút chuẩn bị, các thành viên câu lạc bộ chỉnh tề trong bộ đồng phục, nón bảo hiểm, bắt đầu nhấn bàn đạp rồi tăng tốc bám đuổi nhau như những cua rơ chuyên nghiệp. Tùy theo thể lực, sức bền của từng người mà đoàn tách ra, chia thành 2 đến 3 tớp, nhưng mọi người đều cố gắng giúp nhau hoàn thành hết cự ly. Được thành lập vào đầu năm 2021, đến nay câu lạc bộ có hơn 15 thành viên tham gia. Đa số các thành viên trong câu lạc bộ đều là nữ và có cùng năm sinh là 1969. Dù mỗi người có một công việc khác nhau, nhưng các anh chị đều có chung niềm đam mê đạp xe để rèn luyện sức khỏe. Kính thưa quý vị, với phương châm đoàn kết vui khỏe có ích, trong thời gian qua thì câu lạc bộ xe đạp 6969 Vũng Tàu đã thực hiện rất nhiều hoạt động có ý nghĩa, từ đó lan tỏa lối sống tích cực trong cộng đồng. Đặc biệt là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, việc đạp xe hàng ngày không chỉ góp phần cải thiện sức khỏe mà còn tạo được tinh thần thoải mái để cùng vượt qua đại dịch. Và thưa quý vị, ngoại cảnh quốc thái đó là chị Trần Thị Hồng Tuyết, sinh năm 1969, chủ nhiệm câu lạc bộ xe đạp 6969 Vũng Tàu, và chị cũng là một trong những người đầu tiên thành lập câu lạc bộ này. Dạ vâng ạ, xin chào chị Tuyết ạ. Chào em. Chị Tuyết ơi, em Thái, ngày hôm nay rất là vui khi đồng hành cùng với các chị. Vậy thì chị có thể cho em hỏi là ngày hôm nay đó chị, thì các thành viên trong câu lạc bộ của mình đã vượt qua hành trình là bao nhiêu cây số rồi chị? Thông thường thì bọn chị đạp xe mỗi ngày là tầm trên 22 cây số đi một vòng biển. Mỗi ngày sẽ bắt đầu khoảng tầm 5 giờ sáng tập trung ở ngã tư giếng nước. Và sau đó thì team của chị sẽ hành trình đi đến khu lan rừng và bọn chị tắm biển ở dưới đấy. Sau đó lại tiếp tục cái hành trình cho đến hết cái chặng đường là một cái vòng biển và mọi người về nhà bắt đầu một ngày mới. Chị ơi, vậy thì câu lạc bộ của mình đã thành lập từ khi nào và khi mới thành lập á thì có bao nhiêu thành viên tham gia chị? Câu lạc bộ của chị thành lập hồi cuối tháng 5 khi mà tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu là cấm tất cả các hoạt động thể dục thể thao ở trong nhà. Và khi mới thành lập thì bọn chị chỉ có 4 thành viên thôi. Nhưng mà bây giờ số lượng thành viên cho đến ngày hôm nay đã lên đến 15 người rồi. Dạ, 15 người chắc chắn là mỗi người sẽ có những công việc khác nhau đúng không chị? Vậy thì làm sao để sắp xếp cái thời gian để mình tham gia, mình sinh hoạt hàng ngày luôn mà mình không bỏ lỡ một cái hành trình nào hết ạ? Đúng rồi, thực ra cái này nó cũng là một vấn đề khó khăn. Ví dụ trong team của chị sẽ có những bạn mà đi làm việc ngoài biển. Cho nên là khi các bạn đi làm việc ngoài biển thì các bạn không tham gia được. Nhưng khi về thì nó là một cái tinh thần của cả một cái team. Cho nên là các bạn ở nhà là đều tham gia hết đầy đủ. Và buổi sáng là bọn chị chọn cái khung thời gian ở buổi sáng, bởi vì khi đó mình refresh được một cái ngày và mình dậy sớm, mình tập luyện thì đường xá nó cũng không đông lắm để nó đỡ bị ảnh hưởng đến trong cái tình hình mà Covid. Chị Thúy ơi, ngoài cái hoạt động đạp xe ý nghĩa là mình rèn luyện được sức khỏe, thì trong thời gian qua thì câu lạc bộ của mình có tổ chức thêm nhiều cái hoạt động mà hướng tới cộng đồng, chung tay vì người nghèo, đặc biệt là hỗ trợ cho những người mà có hoàn cảnh khó khăn bởi đại dịch Covid-19 không chị Thúy? Cái này thì team của chị cũng thực hiện thường xuyên và thậm chí là mỗi thành viên ở trong cũng có những cái nhóm thiện nguyện khác nhau. Nên bọn chị tham gia, nhưng nhóm chung thì bọn chị cũng có những cái hoạt động. Ví dụ như bọn chị mua khẩu trang hay là những thiết bị y tế cho những trung tâm y tế, rồi thì tham gia giải cứu rau. Nói chung là rất là nhiều những cái hoạt động thiện nguyện khác trong suốt cái thời gian, mà kể cả trong thời gian ở nhà. Bởi vì ví dụ không làm được thì bọn chị lại gửi thông qua những cái nhóm mà người ta có thể đi được ra ngoài. Dạ vâng ạ, em xin được cảm ơn chị Tuyết với những chia sẻ vừa rồi. Thôi bây giờ thì chị em mình và cùng với tất cả các thành viên câu lạc bộ, chúng ta sẽ tiếp tục hành trình chị ha. Và điểm đến tiếp theo là gì chị Tuyết hả? Điểm đến tiếp theo chúng ta sẽ lên dốc Con Rồng. Bên cạnh thời gian tập luyện, câu lạc bộ còn tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hỗ trợ bà con nông dân tiêu thụ nông sản, thăm tặng quà cho người nghèo, người neo đơn với số tiền hơn 50 triệu đồng bằng nguồn kinh phí do các thành viên tự đóng góp. Qua các hoạt động này càng gắn kết các thành viên câu lạc bộ gần nhau hơn. Hiện nay câu lạc bộ còn thu hút thêm nhiều đối tượng khác cùng yêu thích bộ môn thể thao xe đạp tham gia. Thực ra đối với gia đình nhà mình ấy thì sức khỏe là quan trọng nhất. Không có sức khỏe thì sẽ không làm được một việc gì hết. Thế nên là bất cứ một cái công việc gì gia đình mình là hai vợ chồng sẽ sắp xếp thời gian để buổi sáng là đạp xe và tắm biển, buổi chiều là leo núi.
có sức khỏe thì mới đẩy lùi được dịch bệnh. Mọi người đi tập ấy thì rất là ý thức. Đó, có nghĩa là phải 5K, phải phòng chống dịch thật tốt. Để có nghĩa là sức khỏe rồi là phòng chống dịch là trách nhiệm của mỗi cá nhân với gia đình, với cộng đồng. Thì mình là thành viên cao tuổi nhất ở trong đội. Mình về hưu được 5 năm rồi. Và tham gia với câu lạc bộ thì mới được mấy tháng trong đợt thời gian giãn cách này. Thì mình thấy đây là một ngôi nhà mà rất là vui, mang lại nhiều cái sức khỏe cho bản thân trong cái lúc mà tuổi già như thế này á, mà mình nghĩ là hàng ngày được vận động thế này là về là rất là thoải mái, khỏe mạnh. Trong những ngày dịch bệnh COVID-19 phức tạp, những vùng xe di chuyển trong không gian rộng mở, qua phố phường lúc sáng sớm nắng dịu, giúp các thành viên câu lạc bộ thưởng thức trọn vẹn vẻ đẹp nên thơ của thành phố biển, vừa hít thở, tận hưởng bầu không khí trong lành, làm vơi bớt những căng thẳng âu lo về dịch bệnh, đồng thời cũng giúp mỗi thành viên hiểu được thể trạng của chính mình đang ở mức nào, cân bằng được cuộc sống sau giờ làm việc, có thêm những người bạn cùng sở thích. Thưa quý vị, một buổi sáng đồng hành cùng với các chị, quả thực là một cái chặng đường ngắn thôi, nhưng mà đối với những người mà mới đạp xe như Quốc Thái như vậy thì cũng rất là mệt. Tuy nhiên bù lại thì mình được một cái năng lượng dồi dào trong buổi sáng ngày hôm nay. Chị Ngọc Anh ơi, em hỏi xíu, em là thành viên mới tham gia vậy, em thấy rất là mệt cho cái chặng hành trình mà ngắn thôi. Vậy thì những cái ngày đầu tiên mới tham gia thì chị cảm giác giống Quốc Thái không? Rất là mệt. Đi thôi một vòng Vũng Tàu thì cực kỳ mệt luôn. Nó tới 10 cây số nên là có những đoạn đường dốc cực dốc nên là rất là mệt em. Vậy thì lý do vì sao mà chị quyết định là tham gia cùng với câu lạc bộ của các anh chị em tại đây ạ? Tham gia để có sức khỏe, để có một ngày có đầy nhiều năng lượng sống và mình được ngắm thành phố biển Vũng Tàu. Đến nay thì mình tham gia cũng được hơn nửa năm rồi ha. Thì chị cảm thấy là cái sức khỏe, là cái tinh thần của mình đã cải thiện được nhiều không chị Ngọc Anh? Rất là nhiều. Tinh thần của mình bình thường ngày xưa mình rất là làm biếng dậy sớm, nhưng mà bây giờ mình phải dậy từ 4 giờ để đi đạp xe cùng các chị từ 4 giờ sáng. Thấy được những cái hiệu quả tích cực từ cái việc mà đạp xe vào buổi sáng như thế này nè chị Ngọc Anh. Vậy thì chị có mong muốn được gì hay không ạ? Và đặc biệt là tiếp tục là sẽ mời gọi mọi người cùng tham gia với câu lạc bộ của mình ạ. Mình muốn mọi người cùng dậy sớm, cùng đạp xe và tạo nên một cái sân chơi cho Vũng Tàu rất là lớn mạnh hơn. Thật sáng khoái yêu đời khi bình minh sáng tươi, cảm giác rất tuyệt vời theo bạn đi khắp nơi, một ngày không lo lắng, thật tự tin trong nắng. Nơi hãy vui lên khi bạn luôn có tôi, nào cùng nhau ta hát hòa nhịp cho. Kính thưa quý vị, trải qua đại dịch COVID-19, chúng ta mới thấy sức khỏe đối với bản thân của mỗi người cực kỳ quan trọng. Và để thích ứng an toàn, phù hợp với tinh thần của nghị quyết 128 của chính phủ, thì mỗi người dân cần nên chủ động luyện tập thể dục thể thao và ứng phó phòng ngừa dịch bệnh COVID-19. Để làm được điều đó thì mỗi người cần nên chọn cho mình một môn thể dục thể thao phù hợp với sức khỏe để vừa rèn luyện sự dẻo dai và có được cái sức khỏe là tốt và cùng nhau đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Và với câu lạc bộ xe đạp 69 Vũng Tàu, họ cũng đã chọn cho mình một cách là với hành trình vượt hơn 20 cây số quanh cung đường biển Vũng Tàu để mà vừa rèn luyện sức khỏe và kết nối mọi người đến với nhau gần hơn. Và nếu như quý vị có thể thì chúng ta có thể tham gia cùng với câu lạc bộ xe đạp 69 Vũng Tàu để cùng trải nghiệm với mọi người quý vị nha. Và thưa quý vị, đến đây thì thời gian dành cho chương trình Camera Đồng Hành cũng xin được tạm dừng. Xin thân ái chào tạm biệt.